Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải bài tập ở trong sách bài tập của cái bài 38 acetylen. Video trước thì chúng ta đã giải được bài 381. 382, 383, 384. Video này thầy hướng dẫn em làm nốt bài 385, 386, 387, 388, 389 các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp sang bài 385. Cái đầu bài này như sau. Tính khối lượng khí acetylen thu được khi cho 128 g canxi carbua CaC2 tác dụng hết với nước. Bài 385. Đây là dạng bài toán là tính theo phương trình phản ứng. Bước 1 chúng ta tìm mol của chất đã cho. Chất đã cho là canxi carbua CaC2. N bằng M nhỏ là 128. Chia cho M to của CaC2 là bằng C là 40 cộng C là 12 nhân 24. 40 cộng 24 là 64 các em nhé. Và kết quả bằng 2 mol. Ý thứ hai là chúng ta viết phương trình phản ứng. Canxi carbua cộng với nước thì ra CaOH 2 lần và khí acetylen. Như vậy là phương trình này đây có hai nguyên tố oxy đúng không ạ? Chúng ta cho hai vào đây cho nó đã bằng nhau. Chúng ta lắp đơn vị mol vào. Như vậy là đất đèn dùng 2 mol đúng không ạ? Canxi carbua dùng 2 mol. Vậy thì khí acetylen sinh ra bao nhiêu? Theo phương trình là cứ 1 thì sinh ra 1. Vậy là khi dùng 2 thì sẽ sinh ra 2 các em nhé. 2 mol. Từ đó suy ra được khối lượng khí acetylen bằng mol là 2 nhân với khối lượng mol. Khối lượng mol C2H2 là bằng 12 nhân 24, 24, 26. Và kết quả bằng 52 g thôi mà. Đáp số của cái bài 385 này thu được 52 g khí acetylen. Còn nếu mà đổi cho thể tích thì là bằng, nếu giả sử mà đầu bài hỏi cho thể tích ý, thì VC2H2 thì bằng N là 2 nhân với 22,4 và bằng 44,8 lít em nhé. Nếu giả sử hỏi thể tích thì sẽ có đáp số thôi 44,8. Nhưng bài này họ không hỏi, họ chỉ hỏi là khối lượng. Khối lượng chúng ta là 52 g các bạn. Chuyển sang bài 386. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm acetylen và ethylen có thể tích 6,72 lít điều kiện tiêu chuẩn. Rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào nước vôi dư. Như vậy là cái CO2 sinh ra sẽ cộng với nước vôi dư để tạo ra được cái tủa đá vôi các em nhé. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng bình đựng CaO lần tăng thêm 33,6 g. Như vậy cái bình đựng này đã hấp thụ khí CO2 và hơi nước các em nhé. Như vậy khối lượng của CO2 và hơi nước chính là bằng cái lượng tăng lên này. Đúng không? Tăng lên là do khối lượng CO2 và khối lượng nước nó hấp thụ vào và thu được mg kết tủa, đó chính là CO2 tác dụng với CaO lần tạo thành CaCO3. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp và tính m. Bài 386 lời giải chúng ta như sau. Thì trước tiên là chúng ta thấy hỗn hợp này là có 6,72 lít đúng không ạ, gồm có acetylen và ethylen. Vậy thì chúng ta có cái nhất là mol hỗn hợp bằng 6,72 chia cho 22,4 gam nhé, bằng 0,3 mol. Vậy hỗn hợp này là có 0,3 mol. Ý tiếp theo là đặt theo lần lượt là N của anh CH2 acetylen và C2H4 ethylen có trong hỗn hợp là x
và y mol. Thì chúng ta sẽ suy được phương trình toán học là mol của acetylen cộng mol etylen là y, x cộng y đúng không ạ, bằng 0,3. Và đây là phương trình toán học chúng ta ghi là một La Mã các em nhé. Nhờ mol hai chất cộng lại cho bằng mol hỗn hợp là 0,3 đúng không ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp này thì chúng ta sẽ viết phương trình phản ứng cháy đúng không ạ. Nhưng mà đốt cháy C2H2 trước, C2H2 viết phương trình trước, cộng O2 điều kiện nhiệt độ tạo thành CO2 và nước. Cách cân bằng là như sau, ở đây có hai carbon cho hai vào đây đúng không ạ. Thế bên này là có hai hay là 4 5 oxy thì cho 5 phần 2 vào đây. Và tôi sẽ dùng đơn vị là mol. Mol C2H2 là x đúng không ạ? X. Vậy thì anh CO2 sinh ra là 2x. Nước sinh ra là x đúng không ạ? Cứ 1 thì sinh ra 2 gấp đôi lên. Nên là khi x thì sinh ra gấp đôi là 2x. Cứ 1 thì sinh ra 1 nên là x sinh x. Tiếp theo là phương trình cháy của anh C2H4. Cháy là cộng oxy điều kiện nhiệt độ và cũng sinh ra CO2 và nước. Cân bằng đây có 2C cho 2 vào đây, đây có 4H cho 2 vào đây, đây bên này có 6 oxy cho 3 vào đây đúng không ạ. Vậy chúng ta đặt đơn vị mol C2H4, chúng ta đặt là y mol các nhé, chúng ta đặt y vào đây. Vậy là CO2 sinh ra là cứ 1 thì sinh ra 2 nên là y sinh 2y các em ạ. Cứ 1 thì sinh ra 1, 2 nước thì là nước sinh ra 2y. Giả thiết cho là khối lượng của cái bình đựng CaOH2 tăng lên 33,6 gram đúng không ạ? Thì đó chính là khối lượng của nước sinh ra và cộng với CO2 sinh ra. Như vậy đấy, tiếp theo ta có MCO2 đúng không ạ? Cộng với MH2O. Thế là MCO2 thì bằng mol CO2 là 2x cộng 2y nhân 44 các em nhé. 2x cộng 2y nhân với 44. Ở đây sinh ra 2x đúng không ạ? Đây sinh 2y, tổng mol sinh ra là 2x cộng 2y. Thế còn m còn nước thì bằng x cộng 2y đúng không ạ? Là mol. Và nhân với 18. Và chúng ta sẽ có kết quả. Ở đây các em thấy rằng là chúng ta có cái tổng x cộng y bằng 0,3 rồi nên nó tách con 2 ra để có cái tổng x cộng y hiện ra các em nhé. Như vậy là 2 này x cộng y đúng không ạ, nhân 44. Ở đây cũng có là x cộng 2y, vậy chúng ta tách được x cộng y đúng không ạ, x cộng y nhân 18 đúng không ạ, và bằng là 2 nha, x cộng y là 0,3 các em nhé. 2 nhân 0,3 nhân 44 cộng với lại x cộng y là 0,3 đúng không ạ, 0,3 cộng với y. Nhưng đây là 0,3 các em nhé, cộng thêm y nhân 18 đúng không ạ. Và kết quả của chúng ta là bằng 2 nhân 0,3 nhân 44 thì nó bằng 26,4 cộng với 0,3 nhân với 18 nó bằng 5,4 các em ạ. Cộng y nhân 18 là 18y. Và cái này thì theo giả thiết là khối lượng của cái bình tăng lên, bình đựng CaOH2 lần tăng lên chính là bằng khối lượng của CO2 và nước nhập vào các em nhé. Và nó bằng 33,6 đúng không ạ. Và đây là một phương trình toán học ẩn y đúng không ạ. Suy ra chúng ta sẽ có y thì bằng 18y. 33,6 trừ 5,4 trừ đi 26,4 đúng không ạ, và ta có 18y sẽ bằng 1,8 em nhé, kết quả 1,8. Từ đó suy ra y là bằng 0,1, thay vào một La Mã biết y 0,1 rồi đúng không ạ, thì sẽ x xì bằng 0,2. Như vậy chúng ta tìm ra mol của anh acetylen là 0,2, etylen là 0,1 y các em nhé.
Thế thì chúng ta đã trả lời cái thành phần phần trăm thể tích của mỗi chất trong hợp ban đầu rồi. Đúng không? Phần trăm thể tích cũng chính là phần trăm về mol thôi. Chia phần trăm của V của C2H2 thì bằng phần trăm của mol C2H2. Đúng không? Mol của nó là bằng x thì bằng 0,2. Chia cho tổng số mol là 0,3 nhân 100% và bằng 66,7% các em nhé. Mà tôi chia phần trăm thể tích của C2H4 còn lại thì 100% trừ đi đúng không ạ? 33,3%. Vậy là ta đã giải quyết được duy nhất là xác định phần trăm thể tích các chất trong hỗn hợp và tính mà. Em giờ chúng ta tính mà. Ý thế là tính mà. Đúng ạ. Vậy thì mà là do cái khối lượng kết tủa là do CO2 tác dụng với lại CaOH 2 lần sinh ra các em nhé. CO2 cộng với lại CaOH 2 lần. Kết tủa là CaCO3 đúng không ạ? Và chúng ta lắp đơn vị mol vào đây. Như vậy mol CO2 chúng ta đã tìm ra được là bằng 2x cộng 2y đúng không ạ? Bằng 2 nhân x cộng y. Và x cộng y bằng 0,3 nên là 2x cộng y bằng 0,6 các em nhé. À, 0,6. Từ đây suy ra mol kết tủa cũng bằng 0,6. Và từ đây suy ra m bằng m của CaCO3 kết tủa bằng 0,6 nhân 100 và bằng 60 gram các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta có kết quả m bằng 60 gram. Phần trăm thể tích của C2H2 bằng 66,7%. Phần trăm thể tích của C2H4 bằng 33,3%. Tiếp theo chúng ta sẽ giải sang bài 378. Xin lỗi 387. Để thu khí acetylen tinh khiết từ hỗn hợp acetylen lẫn CO2SO2, người ta cho hỗn hợp đi qua A dung dịch NaOH dư. À, khi NaOH dư là dung dịch ba dư thì sẽ tác dụng hết với oxit axit CO2SO2 các em nhé. À, nhưng mà lúc đó thì C2S2 này đi qua cái này thì có thể cuốn theo hơi nước, tức là nó có độ ẩm các bạn. Vậy chúng ta sẽ không chưa thu được anh C2H2 tinh khiết nên là A này, chưa được. B là qua dung dịch brom dư. Thế brom dư thì nó tác dụng với lại C2H2 mất đi các bạn. Người ta sẽ không thu được đâu. B loại các em nhé. C là qua KOH dư. À, nhưng mà đây là dung dịch kiềm. Dư thì sẽ tác dụng với oxit axit hết hết hai này đúng không ạ? Và còn anh này ẩm đi qua thì chúng sau đó cho có bình đặc bình H2N4 đặc hút ẩm, nhưng mà lại này sẽ được làm khô. Với cái bài 387 là ý C các em nhé. Như vậy là C2H2 CA còn lại sau khi CO2, SO2 phản ứng hết đúng không ạ, và sẽ được làm khô khi qua bình H2SO4 đặc. Như vậy là đáp án C là thỏa mãn các em ạ. Mà cái phương trình chứng minh thì là chúng ta biết rất dễ thôi. CO2 cộng với lại KOH dư thì trở thành K2CO3 cộng với nước. Cân bằng cho 2 vào đây. Thì cần SO2 cũng vậy. Cộng với KOH thì biến thành K2SO3 cộng với nước. Cân bằng cho 2 vào đây. Sang cái bài 388.
có các hydro carbon sau C2, CH2 nối đôi CH2, CH3 nối 3CH, xin lỗi, CH nối 3CH, CH2 nối đôi CH, nối đơn CH, nối đôi CH2, CH3 nối đơn CH, nối đôi CH3, 2. Số chất tác dụng với brom theo tỷ lệ mol 1, 2 là đáp án A1, B2, C3, D4. À, vậy chúng ta phải tìm ra được số chất tác dụng với lại brom theo tỷ lệ mol 2, 1 là như nào, cho chúng ta khoanh vào cái đúng không nhé. Như vậy chúng ta sẽ có thể viết các phương trình ra để chúng ta tìm. Như vậy là C2H2 nối đôi CH2, thì nhắc lại CH2 nối đôi CH2 cộng với lại BR2, và đây chính là acetylen đúng không? Chất này là chất C2H4 ấy. Xin lỗi, đây là ethylene. Nó sẽ biến thành CH2Br nối đơn với CH2Br. Nhưng mà trong cái nối đôi này có một là liên kết kém bền đã đứt ra trong các phản ứng hóa học các em nhé. Và cái liên kết này đứt ra thì nó cần có hai nguyên tử bromo. Nên là cần một phân tử bromo. Nhưng mà tỷ lệ mol là 1:1. Tiếp theo là phương trình của anh CH nối 3CH là acetylen đúng không ạ? CH nối 3CH cộng BR2 thì biến thành CH. CH, và các em lưu ý ở trong nối 3 này có hai liên kết kém bền đứt ra trong các phản ứng hóa học, vậy là đứt ra hai cái đứt ra nên còn một cái em nhé. Và hai cái đứt ra thì cần 4 nguyên tử bromo. Đúng không ạ? Một cái đứt ra là cần 2 và hai cái đứt ra là cần 4. Vậy là sẽ cần hai phân tử bromo. Nhưng mà tỷ lệ mol ở đây là 1:2 em nhé. Như vậy một cặp rồi. Tiếp theo là anh có này có hai nối đôi đúng không? CH2 nối đôi CH, nối đơn CH, nối đôi CH2 và cộng với brom Br2. Và các em lưu ý rằng là ở đây có một cái kém bền đứt ra cần một phân tử brom đúng không ạ? Ở đây một cái kém bền nữa cũng đứt ra, trong liên kết đôi có một cái kém bền, vậy là đây cần một phân tử brom, đây cần một phân tử brom, là cần hai phân tử brom các em nhé. À, như vậy là tỷ lệ này cũng là 1:2 các em ạ. Tiếp theo là ý kiến cuối cùng đúng không ạ? CH3 nối đơn CH nối đôi CH2. À, như vậy là ở đây có một cái kém bền trong nối đôi này đứt ra khi cộng brom đúng không ạ? Và một cái đứt ra thì cần một phân tử brom các em nhé. À, như vậy là tỷ lệ mol của chất với brom là 2:1, thì có một cặp và hai cặp đúng không ạ? Như vậy là đáp án chúng ta là ý B các em ạ, 38B. Như vậy là 88 là ý B. Còn là 387 lúc nãy lấy C các em nhé, C. Chúng ta khoanh lại. Và đến bài cuối cùng, đó là bài 38.9. Hỗn hợp X gồm hai hydro carbon AB mạch hở là không phải mạch vòng này các bạn. Phân tử A có một liên kết đôi, phân tử B có một liên kết ba. A có một liên kết đôi, B một liên kết ba. Cho 6,72 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư, thấy lượng brom tham gia là 6,4 gam. Mặt khác nếu đốt cháy gấp 10 lần đúng không ạ?
từ 0,672 lên 6,72. Lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8 gram khí CO2. Xác định công thức phân tử và thành phần phần trăm theo thể tích của AB trong hỗn hợp. À, như vậy là anh A có một ly kết đôi nên A chính là ở dạng alken có công thức là CnH2n các em nhé. Vậy là A này có một ly kết đôi. Suy ra đặt công thức phân tử A là CnH2n. Điều kiện là n lớn hơn bằng 2 các em nhé. Và nguyên có thể là 2 3 4 5. Y tiếp theo là B thì có một liên kết 3. Suy ra đặt công thức phân tử của B. Nó dạng ankin các em nhé. Liên kết 3 là ankin là CnH 2m trừ 2. Và điều kiện là m cũng lớn hơn bằng 2 nguyên. Tiếp theo là ở thí nghiệm 1. Ta có N hỗn hợp bằng 0,672. N bằng V chia 22,4 đúng không ạ? Và bằng 0,03 mol. Đặt N của anh CN H2N bằng x, NCM H2M trừ 2 bằng y, thì chúng ta sẽ suy được phương trình toán học đúng không ạ, là x cộng y bằng 0,03. Đây là phương trình một la mã các em nhé. Tổng số mol của hai khí là x cộng y bằng mol hỗn hợp 0,03. Ý tiếp theo là chúng ta có mol brom NBr2 là 6,74 đúng không ạ, mà khối lượng xin lỗi 6,4 chia cho Br2 là 80 nhân với lại 2 là 160 và kết quả là bằng 0,04 mol các bạn, 0,04 mol. Và từ đây chúng ta sẽ viết các phương trình phản ứng. Các phương trình phản ứng cộng brom CnH2n cộng với lại Br2. Anh này có một nối đôi thì cần một phân tử brom các em nhé, biến thành CnH2n Br2. Và nó dùng đơn vị mol đúng không ạ? Anh này là chúng ta đặt là x. CnH2n là x. Thì brom cũng cần bằng vậy là x các em nhé. Tiếp theo là chất Cm H2M trừ 2 có một nối 3 đúng không ạ? Một nối 3 thì sẽ có hai nối cắm bè đứt ra, cần hai phân tử brom các em nhé. Như là 2Br2 biến thành CnM H2M trừ 2Br4. Đặt đơn vị mol vào đây. Nên là Y đúng không ạ? Y thì brom cần là một cần 2 là Y cần gấp đôi là 2Y. Mà từ đây chúng ta sẽ có cái mol brom bị phản ứng là x cộng 2y và bằng 0,4 các em nhé. Suy ra x cộng 2y mol brom ở phản ứng này là x, ở phản ứng này là y đúng không? Bằng mol brom đem dùng 0,04. Và đây phương trình hai la mã. Từ 1 cộng với hai la mã chúng ta giải ra x xì bằng y bằng x bằng 0,02 mol các em ạ. 0,02 và y bằng 0,01. Như vậy chúng ta đã tìm ra được số mol của mỗi chất, suy ra phần trăm về thể tích thì cũng chính là phần trăm mol các em nhé. Lại suy ra phần trăm V của anh CnH2n bằng mol của nó là 0,02 chia cho mol hỗn hợp là 0,03 nhân 100% và bằng 66,7%. Và suy ra phần trăm
V của anh CM H hay M trừ đi 2 thì bằng 100% trừ đi anh đã biết đúng không ạ? Thì còn 33,3%. Lấy 100% trừ đi 66,7%. Đã biết của anh CN H2N. Thì ra phần trăm thể tích còn lại của anh CM H2M trừ 2. 33,3%. Ý tiếp theo là chúng ta phải tìm công thức của AB. Đúng không? Thì chúng ta lại dựa vào tiết thuật thí nghiệm 2, nếu đốt cháy 6,72 lít X thu được 30,8 gam khí CO2. Đúng không? Như vậy là chúng ta dựa vào thí nghiệm 2 các em nhé. Thí nghiệm 2. Như vậy là thí nghiệm 1 thì hỗn hợp là 0,672 lít. Và thí nghiệm 2 thì hỗn hợp tăng lên 10 lần là 6,72 lít. Thế nên là mol các chất cũng sẽ tăng lên 10 lần các em nhé. N của CN H2N bằng 0,02 nhân với 10 bằng 0,22 mol. Đúng không? N của CM H2M trừ 2 bằng 0,01 nhân với 10 bằng 0,1 mol. Hãy cầm lưu ý thầy nhé. Ở thí nghiệm 2 này là dùng 6,72 lít, gấp 10 lần ở thí nghiệm 1 nên là mol các chất cũng gấp 10 các em nhé. Nên chúng ta có kết quả là mol của CM H2M bằng 0,02 nhân 10 bằng 0,2 mol. Mol CM H2M trừ 2 bằng 0,01 nhân 10 bằng 0,1 mol. Đúng không? Thế đây là phản ứng đốt cháy. Chúng ta sẽ viết phương trình cháy. Các phương trình phản ứng cháy CnH2n cộng O2 điều kiện nhiệt độ thì tạo thành CO2 và nước các bạn. Cái cân bằng như sau, ở đây có Nc cho N vào đây. Ở đây có 2NH thì đây có 2 rồi cho N vào đây. Đúng không? Nhưng oxy bên này là có N nhân 2 là 2N cộng với N nhân 1 là N là 3N. Vậy đây chúng cho 3N chia 2 vào đây. Thế là oxy đã được cân bằng. Một bên có 3N oxy. Như vậy chúng ta dùng đơn vị mol. Anh CnH2n là 0,2 các em nhé, 0,2. Vậy suy ra anh CO2 sinh ra là bằng cứ 1 thì tạo ra N, 0,2 sinh ra 0,2N. Đúng không? Tiếp theo là CmH2m trừ 2. Cháy là cộng oxy và cũng sinh ra CO2 và nước. Cái cân bằng ở đây có M carbon nên cho M vào đây. Ở đây có 2M trừ 2 nên ở đây cho M trừ 1 vào đây. Đúng không ạ? Là oxy. Ở bên này có đây là M các em nhé, CM. M nhân 2 là 2M. Cộng với M trừ 1 nhân với 1 vẫn là M trừ 1. Vậy là bằng 3M trừ 1. Bên này là có 3M trừ 1 oxy. Thế bên này muốn có 3M trừ 1 thì cho 3M trừ 1 trên 2 vào đây. Đúng không? Thế là 3M trừ 1 trên 2 nhân 2 thì bằng 3M trừ 1. Giống như bên hình thành. Chúng ta lắp đơn vị mol. CmH2M trừ 2 là bằng 0,1 các em nhé. 0,1. Vậy là cứ 1 thì sinh ra M. CO2 đúng không ạ? Vậy là 0,1 thì sẽ sinh ra 0,1M. Và theo đầu bài là họ cho thế nào? Sẽ thu được 30,8 gam khí CO2. Vậy là NCO2 sinh ra là bằng 30,8 trên 44 các bạn. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được là 0,2N cộng 0,1M là mol CO2 sinh ra. Thì bằng, chúng ta xem lại bao nhiêu gam này. 30,2. Muốn tìm mol lấy khối lượng 30,2. Chia khối lượng mol của CO2 là 44 các em nhé. Và chúng ta có kết quả bằng, chúng ta sẽ dùng máy tính để chúng ta bấm.
72 chia 44. Xin lỗi, số là đã đi đúng không ạ? 30,8 các bạn, thành ghi nhầm. Đây là 30,8 gam nhé, 30,8 gam khí. Chúng ta đổi lại. 30,8. Chia 44 bằng 0,7 các bạn. Bằng 0,7. Như vậy chúng ta nhân cả hai với 10 lên các em nhé, nhân cả hai với 10 lên. Thì chúng ta có 2n cộng m bằng 7. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra giá trị của m là bằng 7 trừ 2n. Đúng không ạ? Và cái m là chỉ số của nguyên tử carbon trong một ankin thì nó phải lớn hơn là bằng 2 các em nhé. Lưu ý như vậy, m là chỉ số của nguyên tử carbon trong một ankin thì lớn hơn là bằng 2 và là số nguyên. Cho nên chúng ta có giá trị là m bằng 7 chứ 2n và lớn hơn bằng 2. Và từ đây chúng ta chuyển về suy ra 2n chuyển sang đúng không? 2n nhỏ hơn bằng 7 chứ 2 bằng 5 đúng không? Suy ra n nhỏ hơn hoặc bằng 2,5. 5 trên 2 bằng 2,5. Và suy ra là nghiệm là n bằng 2 các em nhé. Nhưng mà n là số nguyên từ 2 trở lên mà nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 thì chính là 2. Và khi n bằng 2 rồi thì thay vào đây, đúng không? Ta sẽ ra m bằng 3. Thay vào sao? Suy ra m bằng 3. Vậy từ đó suy ra A là C2H4 các bạn. Biết n bằng 2 thì bọn n bằng 2 cho thay vào C2H4. B là m bằng 3 đúng không em? M bằng 3 thì cho thay ra vào C3H23 là 6 trừ 2 và H4 các em nhé. Như vậy là mà anh là C2H4, đó là anh A. Và anh B là C3H4. Như vậy là sau thời gian làm việc, thầy hướng dẫn các em tìm ra được công thức phân tử của anh A là C2H4. Phần trăm thể tích của nó là bằng 66,7%. Anh B là C3H4. Phần trăm thể tích của nó là bằng 33,3% các em nhé. Vậy là video này thầy kết thúc ở đây. Thân ái chào các em. Hẹn gặp các em trong video tiếp theo.